Xin chào Viên, mình muốn đặt gà. Mình cúp máy nha. Đã quá. Ta-da! Alo. Mùi gì vậy? Quá đã quá. Ngon quá. Tôi sẽ gọi lại sau nha. Nè. Xin lỗi nha. Không được ăn. Ra khỏi thùng của mình đi. Ra khỏi đây. Đi đi. Thịt gà. Ngon lắm. Bực mình quá. Bạn ấy lúc nào cũng được ăn đồ ăn ngon á. Cái gì vậy? Đó đã quá. For my way. Okay. For my ngon lắm. Sốt gà cay. Wow, cái này giòn lắm đó. Wow, gà này ngon lắm đó. Kỳ quá. Bây giờ ăn sơ trưa chưa chứ? Cay quá. Sốt gà cay. Sao cay quá. Xúc xích và bánh gạo. Sao cay quá vậy. Giờ mình ăn mì ramen. Mình đặt sai rồi. Vị ngon lắm. Wow, đỡ quá. Phô mai ngon lắm. Đúng rồi. Cay lắm. Là phô mai đứt rồi. Nhìn nó cay quá. Cay quá, cay luôn. Sao có kim chi nữa vậy? Bây giờ ăn phô mai viên. Sao nên nó khác quá vậy ta? Cay quá chừng cay. Mình ăn không nổi nữa. Vì cay quá. Phô mai viên. Xin chào. Dạ ba. Dạ. Cay. Ăn chung. Cay quá. Bây giờ ăn hamburger. Cay quá. Đó là hamburger kìa. Chờ hồi vừa ăn cái này. Mọi người sẽ không cay. Sao nó cũng cay vậy? Là sốt gà cay. Bây giờ mình ăn snack. Vị giống gà lắm. Sao lại bị đổi rồi? Cái này cũng vậy luôn. Nhìn không có cay. Tạm biệt.